Hai chào bạn đã quay lại với channel của mình. Ok, quay lại với game AutoChess Mobile nha. Ok, ui da. Wow. Hôm qua tới hôm nay đón nhận quá nhiều update đi. Không thể xử lý thông tin nổi luôn bạn. Gần như là sửa lại hoàn toàn một số cái trang bị, bỏ đi cái mặt nạ đỏ, bỏ đi cái mặt nạ vàng. Chỉ bỏ đi hai cái này thôi. Chỉ bỏ đi hai cái này thôi là mình đã thấy một cái gọi là cái viễn cảnh nó không được tốt rồi. Giai đoạn đầu gần như là không có hút máu luôn. Gần như là không có hút máu luôn nha bạn. Giai đoạn đầu tất cả những trang bị không có một trang bị nào có hút máu cả. Hồi máu thì có, chứ còn hút máu thì không luôn nha. Kể cả cái mặt nạ điên mà dởm á, là cái mặt nạ mà nó rớt trong quái ra đó. Bây giờ cái mặt nạ đó nó cũng là đồ xanh luôn, chứ nó không phải là đồ trắng nữa. Khả năng cao là cái đồ đó chỉ có chọn được thôi, chứ rớt là không có. Khả năng cao là vậy. Cái đồ đó chỉ chọn được thôi, chứ rớt là không có rồi đó. Không biết là như thế nào, nhưng mà có vẻ như là vậy. Tại vì bây giờ tên quái nó, hồi trước là bây giờ bạn ghép là theo kiểu là đồ vàng, là đồ tím là bạn ghép lên đúng không? Bây giờ nó có đồ trắng với rồi đồ xanh nữa. Cả hai cái này không biết là cái đồ này nó có rớt hay không. Nếu mà có rớt á, thì mà đánh quái rớt hoặc là chọn á, thì coi như là cũng được. Chứ còn mà nếu mà đồ xanh mà từ hiệp 20 trở đi á, thì khả năng giai đoạn đầu là không có hút máu luôn. Tại vì bây giờ hút máu là chỉ có cái mặt nạ đỏ đó thôi, bây giờ mới có hút máu thôi. Bây giờ cái mặt nạ điên đó mới có hút máu thôi, còn những cái trang bị khác hoàn toàn không có hút máu luôn. Hoàn toàn không có hút máu bất kỳ trang bị nào luôn, cho nên là phải có cái đó thì team bạn mới có hút máu. Còn không thì đi Warlock đi, chứ còn không có hút máu đâu. Bỏ mặt nạ đỏ, bỏ mặt nạ vàng đi luôn. Và cái cuốc hồi trước là ghép từ một cái mặt nạ giờ đàm điên với lại một cái gậy tóc đánh đúng không? Bây giờ không, cái cuốc bây giờ cái mặt nạ điên đó bây giờ không có luôn. Bây giờ cái cuốc là từ một cây từ một cái gậy gỗ với lại một cái kiếm gãy ra, tăng tốc độ đánh và sát thương, không có hút máu luôn. Không có hút máu luôn, cho nên khả năng cao là cái mặt nạ đỏ đó sẽ là một cái trang bị quyết định. Trang bị quyết định, tại bản sao cái mặt nạ đỏ đó nó là cái đồ để ghép đồ cuối, cái đồ để ghép đồ vàng. Như vậy thì khả năng cao là phải từ hiệp 25 trở đi thì nó mới có. Từ hiệp 25 trở đi thì nó mới có, thì cái khả năng cao là chỉ có chấp nhận là giai đoạn đầu là đi Warlock thôi, chứ còn không có hút máu đâu. Hồi máu thì có, hồi máu thì có. Rất là khó khăn luôn. Cho nên là bây giờ giai đoạn đầu không có hút máu là cái chắc rồi nè. Rồi cái Sacrifice One là theo kiểu là gậy hiến tế đó. Gậy hiến tế hồi trước là hút máu đúng không? Bây giờ là từ hai cái gậy Magic One ra thì nó sẽ tăng 15% sát thương kỹ năng, sát thương ma pháp. Magical Dam chứ không phải là Ability Dam nha. Magical Dam, bây giờ cái Sacrifice One này nó sẽ là tăng Magical Dam luôn. Là chỉ dùng cho thằng nào sát thương phép thôi. Chỉ dùng cho thằng nào sát thương phép thôi, và hoàn toàn không sử dụng được cho những cái con mà giống như là bơm, hoặc là những cái con mà gây sát thương kỹ năng, nhưng mà gây sát thương theo cái dạng là vật lý á. Cho nên là gần như hoàn toàn không sử dụng được cho mấy cái con mà đó luôn. Bơm là không bao giờ không có đưa cái gì vô được hết rồi đó. Thời đó Magic One là gọi là với lại mấy cái trượng đó là tăng Ability Dam. Ability là sát thương kỹ năng, là tất cả kỹ năng của bạn đều được tăng sát thương cả. Còn cái này bây giờ là Magical Dam là tăng sát thương phép nha. Con nào dùng sát thương phép thì tăng, còn con nào dùng sát thương vật lý mà kỹ năng vật lý là cút luôn. Bơm bây giờ gần như là yếu thế. Tại sao? Không có đồ tăng Dam. Như vậy máy bay mới là ngon nhất. Bây giờ máy bay là một trong những cái con bài mà nó cực kỳ kinh khủng luôn nha. Cực kỳ kinh khủng luôn. Đó, chứ còn bây giờ là còn cái khác là hơi khó. Hoàn toàn không có trang bị tăng sát thương kỹ năng nữa, mà là sẽ là sát thương phép. Trời ơi, rất tiếc cho bơm. Rất tiếc cho bơm và những con giống như là con cái con gì quên rồi.
cái con kiếm hồn, con kiếm hồn nếu bạn đưa hồi bây giờ bạn đưa nó vô theo kiểu là cho nó thêm một cái gậy hiến tế hoặc là lên cái huyết trượng luôn á, thì nó cái chặt của nó đam to, nhưng bây giờ khác rồi, nó chỉ tăng sát thương phép thôi, cái chặt của bạn là sát thương kỹ năng thôi, sát thương vật lý đúng không, không tăng, không tăng nữa đó, nó khó là khó ở cái chỗ đó đó chứ. Thì thôi chấp nhận thôi bạn chứ sao giờ. Nhà phát hành đây là thay đổi rất nhiều nha, thay đổi rất nhiều, đem trở lại một cái trang bị từ thời sửa xưa, từ thời sửa hồi xưa là để đem trở lại một cái trang bị, cái nhẫn hồi máu, cái nhẫn hồi máu này là một trang bị rất xưa lâu đời, một cái trang bị rất xưa lâu đời để hồi máu thôi, cái này thì không ngon lắm bạn, mình nói thiệt cái hồi máu này nó không 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 ăn tiền lắm. Nhưng mà hai cái hồi máu bây giờ ghép lại được một cái cũng khá là mình thấy cũng khá là cứng. Hai cái hồi máu bây giờ là hình như là ghép lại được một cái gì quên rồi. Hai cái hồi máu bây giờ là ghép lại được một cái, mình nhớ là ghép được hai cái hồi máu bây giờ là ghép lại được một cái chén thánh. Cái chén thánh hồi trước là bạn từ một cây gậy, một cây gậy gậy phép với lại một cái một cái gậy phép với lại cái áo choàng kháng phép đúng không, thì ghép lên được cái chén thánh, còn không bây giờ là từ hai cái nhẫn hồi máu, hai cái nhẫn ghép lên thành được một cái chén. Trời ơi nghe nó cũng hơi sai sai, nghe nó cũng hơi sai sai, nhưng mà cái chén thánh bây giờ cái kỹ năng của nó nhìn cũng mất dạy nữa. Cái chén thánh bây giờ là hồi trước là sao, nó có cái kháng phép, nó có kháng phép, bây giờ là nó hồi máu 20 máu mỗi giây. Xong rồi ở dưới đó, nó sẽ là phục hồi theo kiểu cái dạng làm HP mà thấp dưới 50% á, thì nó sẽ cái con mà giữ cái chén thánh này máu nó dưới 50% á, nó sẽ hồi 40 máu, 400 máu cho cái con đó và một cái đồng minh khác. Còn hồi trước là theo giây, theo giờ là cooldown. Không biết máu bạn đầy hay thấp gì hết, cứ cooldown xong là tao làm. Còn bây giờ nó tăng thêm một điều kiện nữa là sao? Là máu mày phải thấp hơn 50% thì cái chén thánh này nó mới kích hoạt. Máu mày phải thấp hơn 50% cái chén thánh mới kích hoạt. Còn hồi trước là bây giờ nè, ngay tại lúc bây giờ nè, là không, tao hết thời gian hồi chiêu là tao kích hoạt, tao hồi máu thôi. Không, còn bây giờ là cái con mà cầm cái chén thánh này máu nó phải dưới 50% thì nó mới hồi. Thấy như vậy chứ nó không, nó yếu hơn đi rất nhiều các bạn. Hồi trước nó kích hoạt liên tục như vậy, thí dụ như cái con cầm nó đầy máu nhưng mà cái con đồng minh của mình nó hết máu thì sao? Ở con đồng minh của mình hết máu thì mình hồi cãi, mình không hồi được thì thôi, nhưng mà cái con đó được hồi 400 cũng ngon. Nó bây giờ là nó khác rồi, bây giờ nào đó cái chén thánh là thấy nó yếu đi một mớ rồi đó. Sơ sơ thôi, nó là sơ sơ thôi, rồi nó yếu đi cái này mới ghê nè, nó yếu đi thêm một cái nữa là làm sao, cái bạn ơi đó, cái bạn ơi bây giờ nó giảm sát thương còn có 15% thôi, 15% giảm sát thương thôi, hồi trước là 30% nha, bây giờ chỉ còn có 15% nữa thôi để đổi lại một cái dòng hồi máu theo giây. Rồi kích hoạt của nó cũng giống như cái chén thánh luôn là sao, khi mà cái thằng cầm cái bạn ơi á dưới 50% máu thì cái kill mới được kích hoạt là hồi 1.000 máu cho cái thằng đang cầm giữ và cái thằng yếu máu nhất team bạn. Nhưng mà nó lại thêm được một cái dòng nữa là sao, nó sẽ tăng cái khả năng hồi máu lên 10%, thì giống như là bạn có hút máu này kia đó thì cái này nó sẽ tăng thêm 10% nữa, 10% cái lượng máu hút vô, chứ không phải là tăng 10% hút máu, khác nha, khác rất nhiều nha. 10% hút máu, thí dụ bạn hút 10% hút máu của bạn đi, hút vô được 10 100 máu, thí dụ vậy, một hút vô được 100 máu thì 10% này nó sẽ tăng thêm là 110 máu. Đúng không? Chứ là coi như là nó tăng chỉ có 1% hút máu thôi bạn. Đúng không? 10% hút được 100 máu thì 1% hút được 10 máu đúng không? Không, còn 10% cái kiện gọi là cái khả năng hút máu thì nó chỉ tăng có 10 máu thôi à. Nó dựa vào cái số máu hút vào. Nó tăng lên cái khả năng hút máu, thì nói chung là hồi máu của bạn á, chiêu nào hồi máu thì nó tăng thôi. Thì cái trượng này cũng đánh giá, mình đánh giá là nó yếu hơn cái trượng bây giờ khá nhiều, tại nó giảm sát thương nó thấp quá, có 15% thôi, nó hơi tệ, hơi tệ. Nhưng mà bây giờ mình có rất nhiều trang bị mà nó dạng phòng thủ mới đang gọi là rất là hot luôn, mình sẽ làm liên gọi là một cái video
để hướng dẫn và giải thích cho bạn. Tại vì bây giờ cái những cái trang bị mới này á, mình đã được trải nghiệm rồi và mình đã cảm giác nó rất là ok rồi, thì mình sẽ làm một video hướng dẫn cho các bạn sớm thôi. Các bạn cứ chờ đi, mình sẽ làm video hướng dẫn cho bạn sớm thôi. Đây nè, bây giờ có hai gấu, bây giờ có hai gấu nha, bây giờ có hai mèo luôn. Thì trước tiên là giờ chúng ta để hai mèo vô cái trước đã. Trước tiên bây giờ chúng ta để hai mèo vô, hai mèo là thành ba mèo. Đúng giờ hai mèo là thành ba mèo, cho nên bây giờ chúng ta để hai mèo hai gấu vô sẽ thành ba mèo ba gấu. Đó, sẽ thành ba mèo ba gấu đó. Bây giờ chúng ta có 6 con, nhưng mà chúng ta có level 6 nhưng chúng ta có 8 con. Thắng được thắng, không thắng được thôi. Thắng được thắng, không thắng được thôi, mình dễ tính lắm đó, thấy không? Đông chưa? Đông hơn nhiều chứ. Còn mấy cái trang bị mới thì yên tâm đi, mình sẽ làm một video hướng dẫn tất cả về dịch thuật luôn và làm cho bạn hiểu được cái mấy cái trang bị mới nó như thế nào luôn. Nhanh thôi. Nhanh thôi bạn, không 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 đến mức khó đâu. Mình đánh giá là nó cũng 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 gọi là một cái dạng thay đổi khá nhiều. Mình sẽ làm video sớm thôi. Chờ nha bạn. Chờ nha, lên video thì nhớ like ủng hộ mình. Công sức. Rồi, đó, tại vậy là được rồi. Giờ hai đằng sau hai sao hai con hai sao vậy là ok rồi đó. Nói chung là cũng được, cũng khá. Bài này dễ chơi. Rồi mình đánh giá đây là một cái bảng mà nó hướng về những cái thằng mà sát thương, một cái bảng update mình hướng về những con xài phép nhiều hơn và những cái đặc biệt là bài phép. Bài phép bây giờ con đờ so gần như là không cần sử dụng luôn mà, mình nói thiệt luôn á. Tại vì nó có một cái cục mana mới, cái cục mana mới đó vô game là nó cộng 40% 40 mana cho một cái con tướng đang cầm. Và nó có một cái trang bị là sao? Là nó hồi 20 mana cho những cái con đứng xung quanh con cầm đó hai ô. Mà bạn nên nhớ nha, có những cái trang bị mà được nâng cấp lên nó hồi một phát là gần như là đầy luôn. Con đờ so này không có tác dụng luôn, không biết là con đời so này mai mốt đưa vô chủ yếu để kích bộ với lại, chứ còn mana là dư dủ các bạn, tại vì nó đem một cục mana rất là mạnh ở giai đoạn đầu, một cục mana rất mạnh giai đoạn đầu luôn, cho nên mình đánh giá đây là một trong những cái bài meta mà gần như là được bài phép được hỗ trợ gọi là tối đa, tối đa luôn, mình phải nói là tối đa luôn. Và cho nên là nói chung là bây giờ cũng chẳng biết được, nhưng mà mình thấy con đời so đây nó cũng xài cũng được, không xài cũng được, tại vì những cái con bài mà nó hồi mana rất là nhiều nha. Những cái trang bị hồi mana rất nhiều luôn. Gần như là ba bốn món trang bị mới đều có hồi mana và hồi máu hết. Gần như ba bốn món luôn nha. Ba bốn món trang bị mới đều có hồi mana và hồi máu hết luôn, như vậy thì hơi căng nha. Hơi căng. Thì phải rồi, bộ phép dạo này chơi cũng khỏe mà, cho nên là bây giờ quyết định là cho thêm trang bị, nó giết chết mẹ mấy anh kia hết luôn. Lên trang bị giết chết mẹ mấy anh kia hết luôn, vậy cho nó đơn giản, hiểu không? Có gì đâu khó. Có gì đâu khó, dễ mà. Ô chà. Bay trời vậy bà vậy. Ui trời, vậy mà mình cũng được 89 máu. Thì vậy tính ra mình cũng đâu có thọt lắm đâu bạn, chỉ có thọt tiền thôi. Nhưng mà hai thằng đầu bảng không nhiều hơn mình bao nhiêu tiền hết, thì tính ra cũng chả thọt. Chỉ sợ là mình cách với hai thằng đầu bảng nó quá nhiều tiền thôi. Chứ còn mà mình, nếu mà mình không thọt hơn hai tụi nó nhiều, thì mấy thằng kia tuổi gì bạn? Mấy thằng kia tuổi gì? Tuổi con chó à. Hai thằng đầu bảng là hai thằng quyết định mà. Giai đoạn đầu nếu mà bạn để nó xanh, hai thằng đầu bảng xanh, thì về cuối bạn về bạn thở sao loại sao nổi với hàng nó. Bây giờ mà mình với nó không không cách nhau quá thì mình cũng gọi dạng là tấp trên, ngồi trên ngồi trước, cho nên là cũng không không phải sợ lắm. Hay quá, con xài nương choáng rất tốt luôn. Con xài nương choáng, con này cũng gấu làm trói nữa. Con xài nương choáng cỡ này là ok vậy bạn, ngon rồi đó. Trói nữa, chết chỉ có chết thôi bạn ơi. Tích tiền tiếp. Tiền bây giờ nói chung là hai con đằng sau hai sao mà nghe nó không có ăn khớp luôn hả bạn. Hai con đằng sau của mình nó hai sao mà nghe nó có vẻ như nó không ăn tiền lắm phải. Nó nghe nó có vẻ nó hơi khựng khựng ngay chỗ này, cũng không biết làm sao, để coi. Nghe nó hơi khựng quá đó. Để mình coi như thế nào, nhưng mà nó hơi giật giật chút xíu, trời đỉnh vậy.
Ôi da, gấu phép 2 nguy hiểm nha, gấu phép 2 nguy hiểm nha, hên là con mèo của mình còn, mèo khỏe. Mèo khỏe, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, trói lại chết cụ mày luôn. Ôi da, không được, không trói lại được, nhưng mà không, nó không giết được con nào hết. Gấu 2 ngon, trời. Nhìn vô cái thằng đó là để avatar với lại đặt tên là mình biết nó đi bộ gì liền. Gấu, nghe cái tên là biết đi bộ gì liền đúng không bạn? Khả năng thằng đó nó đi được gấu phép 2 là nó đi tới chết gấu phép 2 luôn á. Khả năng cao nó đi tới chết gấu phép 2 luôn á. Cứng 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 cứng, ừ, đỉnh, mãi đỉnh nha bạn. Mãi đỉnh luôn á. Rồi nào chụp giật chút xíu coi. Rồi hai cái bài này mà mèo lên lên 2 sao tốt nha. Hai con mèo 2 là thành 3 con mèo 2 là ngon. Gấu thì nó hơi khó tại vì sao? Bạn giờ bạn đường nếu bạn muốn 3 con gấu 2 á, thì bạn phải đừng có nuôi ruồi. Bạn mua một con ruồi bây giờ 2 con gấu này nó thành 1 liền luôn, bạn đang để trong bàn cờ mà. Ở lên 2 sao liền luôn. Lúc đó thì là coi như là bạn mất một con gấu 1 đi cũng hơi khó. Bạn nên nhớ nha, 3 con gấu thì nó sẽ thành 6 con tại vì nó sẽ đẻ ra 3 con gấu con nữa. Đó, đây rồi mèo, ngon đấy. Bài 52 tiền khả năng cao mình có thể lên Quốc men chút nữa để vào đợt chú tăng được không ta hay là sao? Mua thôi nhưng mà khoan hay up lên hay là mình bán con ốc ta? Tại vì biết sao con ốc bây giờ nó thể hiện không được, một là không có đồ, hai là khó quá, không có ba assassin gì hết á, khả năng cao là chút xíu mình bán con ốc thôi. Chắc là phải vậy rồi, chắc là phải bán con ốc thôi. Chứ còn mà muốn nữa chắc không có đâu, cỡ này thôi bạn ơi. Tạm 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 chút đỉnh. Trời ghê vậy, ghê vậy, ghê vậy. Ôi da, ôi da, khoan đã, chụp nè mèo, chụp mèo, chụp nè, cái nữa em ơi, cái nữa. Ừ ngon, chết được con trần dần, hay quá. Ốc ốc ốc, ôi da, tính ra trận này ốc mới thể hiện được nhiều nè, nhưng mà không biết thắng nổi hay không chứ. Không thua, mất cái chuỗi. À thằng này nó bảy rồi, nó bảy mà nó có suốt men 2 sao cái đống như vậy thì thôi thua, thua. Không, bài mình yếu bạn ơi. Đáng lẽ nếu mà mình lên được đá bảy thì cũng được, nhưng mà mình muốn tích tiền, mình để dành tiền nãy giờ chủ yếu để lên bảy nè. Đó, đưa suốt men vô xong rồi linh hồn lửa nghe có vẻ hợp lý nha. Linh hồn lửa nghe vẻ hợp lý, húp liền chứ sao, bây giờ chỉ kiếm mèo thôi. Bây giờ chỉ kiếm mèo thôi. Rồi hôm nay đi 2 đỏ chứ bài yếu quá, mèo chưa lên 2, phải mèo lên 2 sớm là đỡ. Nhưng mà có mấy con gấu cũng được, mấy con gấu cũng nãy giờ cũng đép cho mình cũng khá đó chứ bộ, tính ra cũng ok đó. Xuống men 2 thể hiện được liền tăng cơ, mình đưa xuống men 2 vô đây không phải để gọi là lấy đam hay không, lấy tăng. Tăng thêm được chút nào hay chút đó. Ok, 50 tiền level 7 ngon nè. Không có con gì để mua luôn, hay thật. Bó tay, không có con gì để mua hết. Trời ơi, được nè, cái này được nè, khoan đã. Bây giờ thí dụ giống như giờ mình bán hai con hai hai sao, mình bỏ 2 con shadow vô thì sao? Wow. Ý tưởng táo bạo đấy. Là mình 7 nhưng mà mình có 10 con. Nhưng mà đa phần là 1 sao, không biết rồi nha. Nếu mình bán 2 con 2 sao này lên á thì mình sẽ mất đi một cái độ cũng không không dám bạn ơi. Bán 2 con này để 2 con này vô thì nó sẽ thành 10 con đó. 10 thì 10 nhưng mà một không có sát thương, 2 không có máu, gặp người ta chết mẹ còn đâu nữa đánh. Khó quá, khó quyết ra quyết định quá bạn ơi. Mèo rồi, mèo chụp đi chứ, chờ cái mẹ gì vậy trời, chờ chết à. Ôi mèo không có mana bạn ơi, mèo chờ tính đức mà cứ chết một con luôn, 2 con chụp không có đam luôn. Thấy thua, thấy thua bạn ơi, thấy thua, thấy thua. Con ốc này không gánh được thì nghỉ. Rồi đi rồi, nói ốc không gánh được, không gánh được thiệt luôn. Ốc này thật thà, ốc này thật thà thiệt luôn, nói không gánh được là nó chết thì nó quyết định là nó chết thiệt luôn mà. Trời đất ơi, biết vậy tao nói mày gánh được, để mày gánh tao thêm chút xíu nữa. Không gánh được là anh chết luôn mà, ghê thiệt.
Trời đất ơi, bài này thôi chết rồi, bài này bị lừa rồi. Thunder. Ôi chà. Chết tiệt. Ô mèo, ngon ngon, từ từ nha, để mình set up mèo cái đã. Mèo này phải lên một con nữa cũng được. Lên một con nữa, úp một con hai, bỏ hai con hai vô thì nó cũng thành ba bốn con mèo. Bốn mèo thì mèo nào anh tiêu thì nó cũng chụp được hết, cho nên là cũng khá hợp lý. Cũng khá hợp lý đó, nhưng mà từ từ nha, để mình tính coi. Tại vì hai con hai sao ở đây, bây giờ mình đằng trước không có con nào hai sao rồi. Bây giờ bỏ hai con hai sao đằng sau ra thì có khi nào đi luôn không ta? Dám đi luôn á chứ. Khả năng đi rất cao. Khả năng đi là cao lắm luôn. Thua, thằng Canai khỏe quá, thằng này 6 Canai à, đánh kiểu gì được. Mình bị thọt 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 đam quá, không có đam. Mèo hai đưa đồ cho mèo, hoặc là theo kiểu bây giờ lên được trống trống chỗ, mình lên con Shadow Shadow 2 lấy cái đam tay cũng được. Thú sao thắng được? Vậy sao thắng được? Bó tay bó tay. Thunder ghê đấy. Ghê nha. Cái này phải dứt khoát hơn chút xíu nữa. Ây da. Ây da. Ây da, lừa lừa người rồi bạn ơi, đây là lừa rồi. Cái này giờ sao ta, lấy con Shadow, lấy con Thunder ra hả ta? Quên à. Vậy cũng chết, không chịu nổi. Đấy như vậy thì 7 10 đánh để đánh thắng ta, sợ thua quái chứ. Thôi kệ lỡ rồi. Có Workman 2 đằng trước có nhiều gấu chắc không sao đâu. Hy vọng là thắng được. Không, ba con Thunder thì nó đánh cũng đau lắm bạn. Ai tao yếu nhưng mà anh em tao đông. Đúng rồi, trưởng ma pháp được ấy. Ngon nha, đó, thấy chưa? Ok. Gấu nè, nhưng mà từ từ, gấu đừng up 3, bây giờ up 3 là lỗ chặt luôn nha bạn. Gấu đừng up 3, 4 gì hết á, để đi nè. Thiệt vậy luôn, thiệt vậy luôn hả anh trai? Ra một Thunder, ra một con Shadow luôn. Wow. Chết tôi thiệt, bây giờ quyết định sao đây bạn? Quyết định sao đây, khó quá nè. Khó lắm luôn nè. Sao không khó được bạn? Đó, bây giờ là suốt men thì bán thôi. Đó, bây giờ như vậy. Con Thunder này mua vô nhưng mà họ úp 2 sao, tại mình muốn là nó thành ba con đó. Còn con Shadow để ra trước, gồng xòe. Xòe. Trời cũng đâu cũng không có đam lắm nha. Ồ sao thấy yếu yếu vậy ta? Thôi mà đừng yếu, mạnh đi. Mạnh mẽ lên. Hay. Hay, trời cái đam tay đâu vậy? Rồi, trời đất ơi, hay thiệt sự luôn. Lên cái này luôn chứ sao giờ, đánh cho nó có chí. Quá đáng thiệt luôn á. Bây giờ bài này đi cái gì ta? Bây giờ đi mèo không lẽ chờ gấu hoài ta? Ồ, đi mèo mà chờ gấu hoài coi chừng có khi nào chết luôn không? Dám chết lắm luôn á chứ. Đi mèo chờ gấu chút xíu nữa là ăn cước đó. Mèo bây giờ phải lên hai thôi. Bây giờ chắc là xả tiền xoay mèo quá. Chứ giờ lên level 8 xoay mèo nó có ra không? À, trời nhức đầu quá luôn á. Đúng không? Bây giờ mèo không lên 2 sao là chết nè. Mèo không lên 2 sao là gãy nè. Tại mèo đam chính dáng này rồi. What the fuck? Mèo mỏng quá. Bị tụi nó đánh bể đầu hết. What the fuck? Mèo chụp không có đam luôn bạn ơi. Mèo chụp không có đam luôn mà. Thua 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 thua. Cái này thua. Mèo phải lên 2 thôi. Người ta mèo chụp có đam chút đỉnh còn cũng đỡ đi ha. Mèo chụp sát thương chuẩn không có miếng đam nào luôn. Tại sao mèo nó không có quan trọng? Bạn là con Knight. Con Knight bạn có lên kháng phép thì lên thôi. Nhầm nhò gì nó. Mèo sát thương chuẩn mà. Mèo chụp là mày có kháng phép mày bằng trời, hoặc là theo kiểu là giáp mày bằng trời thì tao chụp vẫn nhiêu đó máu thôi. Nhưng mà tại tụi nó trâu, nó nhiều máu quá mà mèo của mình một, cho nên là chụp không ăn tiền. Chứ chứ không phải liên quan tới cái việc là Knight nó trâu giáp hay là trâu
trong kháng phép đâu, không, tại vì mèo của mình chụp không tới thôi. Ừ, chúng ta phải, phải hiểu vấn đề phải không? À, tại mèo của mình yếu. À, nhận ra vấn đề thì nó dễ khắc phục, còn trừ khi sợ là bạn không nhận ra vấn đề thôi. Đó, này giống như thằng này nè. Dán này mà có mèo hai chụp được đó, tại vì thằng này nó đâu có giáp, đâu có kháng phép gì đâu, nhưng mà nó có máu. À, rồi. Nó có máu này, mèo chụp sát thương chuẩn thì chụp ngon lắm nè, nhưng mà cái oh my god, càng 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 càng. Rồi 39 máu. Nửa đường rồi đó. Xoay nè. Xoay nữa luôn á. Xoay tới chết luôn cũng được, xoay luôn. Không có cái gì đó mèo nè. Chà. Mẹ, thì bây giờ phải có con mèo nữa mới được, còn không thì bây giờ phải chấp nhận là nuôi hai con mèo một. Mà nuôi hai con mèo một thì ấy da, khoan đã, mèo hai hay là để dành cho già ta? Sao đây bạn? Khoan đã, từ từ. Có cái gì đó lấn cấn ở chỗ này nè, đó ba phép nè. Oh shit, già hai hay là mèo hai? Mèo hai ta, máy bay nữa luôn, lên con này luôn, thôi kệ, lên con gấu chắc ăn đó, thấy không? Mình chơi táo bạo bạn không? Đó, mình chơi táo bạo. Máy bay đó. Già mèo gì để im đi, hai con gấu hai trước tính. Nó lên lên hai con gấu hai trước, máy bay phải lụm rồi. Máy bay chút xíu đưa vô đâu có sợ bị gì đâu, lo. Xoèo. Già một nghe có vẻ hơi phế. À, hai con gấu hai gánh, hai gấu hai gánh, hai con gấu hai thì nó sẽ thành ba con gấu hai. Mà ba con gấu hai thì nó khả năng nó triệu hồi ra ba con gấu hai thì nó lại quá đau đi ha. Đó. Hồi máu tới cũng chuyện luôn mà bạn, hút hồn chưa, hết hồn chưa, lên đờ so luôn, chết rồi, như vậy cũng được đó. Già một thì nói chung không ngon lắm, nếu mà già hai thì có vẻ như ổn, nhưng còn già một thì để im đây, từ từ tính. Wow, rớt cho không biết rớt cái gì, nhưng mà túm lại là mèo phải lên 2 sao, phải lên 3 sao luôn, và già phải 2 sao đó. Bây giờ là hai con gấu vậy ok rồi, hai con gấu vậy chúng ta khỏi phải nói nữa, hai con gấu vậy ok, không có nói tới hai con gấu nữa, hai con gấu ngon rồi. Bây giờ tính là tới cái đường mèo và đường già, già thì phải lên 2 sao đó, hai con gấu vậy bây giờ ngon rồi, hai con gấu vậy đều đủ gánh, ít ra mình cũng không thua được mấy cái hiệp như vậy, đá ma pháp được đấy. Chà, rớt trượng như vậy thì không lên thì lên cái gì bạn? À, rớt như vậy thì không lên thì lên cái gì? Ghép cho nó gãy xét, đúng rồi. Đưa thêm gãy xét vô, giật cho mày chết cha mày luôn. Trời đó, đúng rồi, ngon ngon nè. Xoay mà một con mèo, một con già nữa là thôi vô địch nè. Một mèo, một già nữa thôi là ngon lành. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, ngon. Thêm già vô, thêm một con già nữa thì sao? Già hai thôi mình lấy con Shadow ra luôn. À, già hai lấy Shadow ra đưa hết đồ cho già. What the fuck? No way. Tha em anh ơi. 10 tiền. Chết rồi, pha này mà không gọi là không cứu kịp là hết tiền đó các bạn. À, pha này hồi nãy là mình chọn gấu là một bước ngoặt các bạn không? À, pha này là mình chọn gấu là một bước ngoặt của vấn đề luôn á. À, cho nên là giờ chỉ cần mà thua một cái là gấu này là thôi là nát bét luôn, nát tan luôn á. Ok. Ok, đó, bạn thấy không? Mèo hai nó khác bạn ơi. Mèo hai nó chụp tới lắm luôn. À, mèo hai không có đồ nha, mà đã vậy là đã 5.000 đam rồi. À, cho nên là mèo hai chụp rất tới luôn. Con này là sơ sài thôi. À, này cơ bản thôi, không nói nhiều. Ok. Ok. Shit, mình lên cái này luôn chứ, đưa cho con này. Chút xíu nữa xoàng cái ăn tiền đó mọi người. Gùng quá, gùng quá. Rồi, 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 rồi. Ủa sao lâu vậy ta? Ôi, lâu thật sự luôn á chứ, phải bây giỡn nha. Nào đánh lẹ lẹ đi anh tên mèo hai, bây giờ mình tự tin rồi, mình có hai con hóa đá đây nữa, chút mình lên một già nữa, cái mình lấy con Shadow ra mình đi bốn hóa đá, mình đánh thằng đầu bảng nghe vẻ hợp lý. Ờ, nghe có vẻ hợp lý đấy,
thì nó cũng cỡ vậy thôi bạn ơi. Chứ giờ bài của mình đây lộ hết rồi, bài của mình lộ hết rồi, bài mình mèo ba xong đi bốn hóa đá để hai gấu hoặc là hai nhện khỏi bốn hóa đá cũng được, nhưng mà bốn hóa đá đánh thằng đầu bảng nó ngon hơn. Nào nhanh đi em ơi. Ok mèo chụp thấy không, mình nói rồi mèo 2 sao thôi là được, mèo 2 sao thôi không đồ mà gánh, mà không đồ mà gánh nha. Chứ còn mèo 2 sao mà không gánh thì nói làm cái gì, mèo 2 sao không đồ mà vẫn gánh mạnh mạnh chặt. Mèo này mèo 3 luôn thì tốt. Mèo 3 luôn thì tốt chứ còn không thì căng. Thì đó mình nói rồi, chỉ có cái nước này thôi bạn ơi, không có cái nước nào khác á. Lên mèo 2 là mình gỡ gạc được liền. Đấy, trời đất ơi mình tự tin mà, lên mèo 2 là mình gỡ được liền. Vậy mà lết lết cũng lên được top 2 rồi chứ bộ giỡn hả? Lết lết thôi, bài nghe có vẻ như nó hơi rời rạc ha. Nó không ăn nhập nhau lắm nhưng mà kệ. Chút xíu muốn ăn nhập đi đội hình nào tao lấy đội hình khắc chế đội hình đó luôn, nhanh chóng không có gì khó hết bạn. Đỏ đỏ hunter, đỏ hunter này được, đỏ hunter là xòe. Mèo chụp chụp phát nữa em ơi, chết cha, mèo không ăn tiền rồi, mèo chết rồi, mèo đi rồi thấy thua rồi thấy không. Bởi vậy mình nói rồi, mèo quan trọng với đội hình này lắm luôn, mèo đi thua mẹ rồi. Gặp đúng ngày là ông cố đỏ này, mà gặp con nào bị hét cái nhà, à con thunder bị hét không có đam, trời ơi con thunder đang cầm hết đồ của mình luôn mà cuối cùng bị hét không gây được đam mà chết luôn bạn ơi. 22 máu nữa thằng này, thằng này phải đi bốn đá thôi, thằng này đi hình tơ đỏ thấy ghét thiệt sự luôn á. Wow, khó nhờ, sao giờ sao thấy nó cứ hiu hiu kiểu gì á. Để này vô đây phải lên già hai đưa hết đồ cho già trưởng, hai con gấu này bảo kê. 1 2 3 phép rồi, bây giờ lúc nữa lên 6 phép được không ta? 6 phép thì được nhưng mà có cái là những cái con bài nó không lại không hay lắm. Nếu như là mình đó, mình sẽ chọn một cái con bài 3 phép như vậy, thêm hiệu ứng khống chế là con nhện sẽ ngon hơn rất là nhiều. Nào thể hiện cho tao chút đỉnh thôi, đừng để thua tụt lút luôn. Này là gì, thằng này Galaxer là được, Galaxer là kiếm được. Wow, hú hồn. Bây giờ còn 41 tiền, giờ up cấp thì nó sẽ có một cái mặt lợi là chúng ta sẽ có thêm một con nữa, chúng ta có thể để già vô luôn, hoặc là chúng ta xoay từ bây giờ, xoay từ bây giờ chấp nhận level 8 nó hơi lâu, nhưng mà 8 bây giờ tới hiệp 30 người ta lên 10 hết trơn rồi, mình mới 8 thì nghe nó cũng hơi thọt. Wow, cũng không biết làm cái kiểu gì đây, chắc là mình nghĩ mình sẽ up 9 xong rồi mình xoay già 2. Xoay già 2 đưa hết đồ cho già xong rồi lấy thêm một cái bốn đá nữa để đánh với thằng Hunter. Hunter bây giờ thì nó đá là nó mình cũng gọi là chủ động được. Mình có 2 đá sẵn rồi, bây giờ mình chỉ cần thêm một cà chua thôi, đúng không? 2 con đá thôi cũng được. Wow, thấy buồn ngủ quá ta. Uống miếng nước cho anh tỉnh táo à. Áo choàng, giờ này ra áo choàng. Đúng lúc dữ à. Trời ơi. Không, không phải là chỉ áo choàng không đâu nha bạn. Mà cái đồ trong cái đồ chọn cũng không muốn chọn luôn nữa. Trời đất ơi, đừng lừa tao. Nè coi nè, tướng trong vậy là chọn cái kiểu mẹ gì. Mèo lụm lên luôn. Ai da, ai da, chết cha hồn, căng nha bạn. Máy bay cũng được, máy bay thả bom cũng ngon. Nếu mà thêm một máy bay nữa, 2 máy bay 1 là cũng được đó bạn. 2 máy bay 1 nếu mà có đồ thì cũng gọi là cũng cha chú người ta chứ không phải giỡn đâu nha. Cũng cũng thuộc dạng là cha chú người ta đấy chứ không phải đùa đâu. Ok, cứ cứ gọi là tèn tèn vậy đi, rồi từ từ chúng ta tính. Nè, cho cái đồ như vậy rồi giờ chọn cái gì, tóc đánh hả? Tao lấy tóc đánh làm cái mẹ gì,
Thiệt luôn, bây giờ mình lấy tóc đánh làm cái gì? Không muốn chọn luôn bạn, kiểu giống như là cho đồ mà không muốn lấy luôn á. Ba món thì thà cho tao lên cái gọi là cái dạng phép phép đồ đi. Đi bài phép cho đồ như vậy thì làm cái gì? Không có muốn chọn luôn mà. What the hell? Được, 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 vẫn lụm được này, vẫn lụm được không? Không lụm được luôn. What the fuck? Tuột nữa rồi, 13 máu. Đi quá. Linh hồn ánh sáng, ngon nè. Khoan đã, bây giờ chúng ta thông minh hơn, ai thông minh hơn học sinh lớp 5. Mua linh hồn ánh sáng vô. Rồi thêm một con đá nữa là chúng ta sẽ có 4 đá. À, chúng ta lấy Shadow ra. Ồ, mèo rất tốt. Thêm một con mèo nữa là chúng ta có 3 mèo rồi. À, thêm một mèo nữa là có 3 mèo. Mèo 3 chứ quên, mèo 3. Mèo 3, mèo 3. Ồ, shit. No, 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 no. Không phải vậy, không phải vậy. Mèo 3 hoặc là 4 đá. Shit, mệt. Mệt mỏi thật sự luôn. Lên cái này luôn cho nó gọi là nó tới công chuyện. Nào, cố gắng nào, 13 máu. Thằng này chắc mình húp được. Linh hồn ánh sáng. Ui, đam to của Thunder. Nó khá thiệt luôn với mấy đùa đó nha. Ok, ngọt nước đi đi trội gậy gỗ. Rớt đồ cái mẹ gì đấy. Trời đất ơi, mình rớt đồ như vậy tao không muốn lấy luôn. À đây nè, cái này ngon, cái này ngon. Bán con này đi. Bán con Shadow đi liền, bán Shadow đi, mua già hai để vô chứ. Đúng rồi. Ai thông minh hơn học sinh lớp 5 đã, bây giờ đưa hết đồ cho già xong rồi kiếm 4 đá. 4 đá bạn có thể lấy đờ so ra cũng được. Lấy đờ so ra để con đá vô là chúng ta có 4 đá rồi. Đúng chưa? Bây giờ đưa hết đồ để cho già, già trưởng chết mẹ luôn này chứ ở đó mà xạo. Già trưởng mãi đỉnh nha bạn, à, già trưởng mãi đỉnh luôn. Ừ, bây giờ 13 máu thì khả năng tích 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 lại để lên level 10 chắc cũng lâu, 13 máu thua một hiệp nữa đi bạn. Thua một hiệp nó đi rồi cho nên là mình lấy đồ so ra để 4 đá vô đó. Tại nè đó đi Knight, đi Hunter, đi với lại thấy mấy thằng đi tay ngắn này kia không à. Mà không đi đá thì đúng kiểu cũng tiếc. Già trưởng lấy tiền. Già trưởng thối tiền luôn chứ lấy tiền hả mày. Mèo chụp nữa trời nó đã. Già trưởng pha đó thối tiền luôn mà. 10.000 đam chứ đùa đâu bạn. Ôi, quá dữ. Lấy tiền tiễn luôn ta. 5 máu, 21 máu cũng được. Cũng được, cũng được. Già trưởng thối tiền luôn. Trời ơi, full đồ mà. Cái quyết trưởng tới 20 điểm được, 100% sát thương kỹ năng. Già nó trưởng cho bệnh luôn vợ đó mà. Già trưởng mà không, không chưa kịp khóc nữa là lên đường mẹ rồi. Đó, cho nên là nói là ok, ngon lắm bạn ơi, ngon lắm bạn ơi. À, vô địch bạn ơi. Nào trưởng em ơi, nè coi nè. Vụ qua nó xoẹt cho một cái lấy tiền nè. Đâu, hóa đá nè, xoẹt cho một cái rồi già coi. Già xoẹt cho một cái lấy tiền. Xoẹt, trời đất ơi già trưởng. Ok. Trưởng ma pháp này được, đó ít ra nó cũng phải vậy. À, ít ra nó cũng phải cỡ này, đó, cậy lấy luôn, không còn đồ nữa thì lấy cái này luôn. Trời, búa xét quá nhiều anh ơi. Búa xét quá nhiều, anh không có, anh thấy em là em dư dữ lắm không? Anh còn đưa cái búa xét cho em nó điên à. Trời ơi, ra con mắc rồ này được luôn. Trời ơi. Wow. Khó thật sự. Kiếm này thằng này có cái chuỗi nữa, bây giờ mình chỉ cần húp được cái chuỗi của thằng này thôi là được. Hết cái chuỗi này là chuỗi 5 á, trời chuỗi 5 chắc còn lâu. Thà chuỗi chuỗi mấy không không nói không, nhưng mà để đó cho con linh hồn ánh sáng luôn. Bây giờ ăn được cái chuỗi của thằng này cái là mình xoay luôn, khỏi up 10 làm gì đó. Thắng là thắng, thua là thua thôi. Mình biết thằng này đi gì rồi mà, cho nên là dễ. Chỉ sợ hai thằng ông cố kia thôi mà hai thằng ông cố kia nãy rớt này rồi, cũng đỡ. Đỡ biết mấy luôn á. Già trưởng what the fuck, nó không ăn tiền vậy bộ, nghe không đau vậy,
gậy gỗ nữa, rớt cái đồ gì á. Thiệt luôn, game cũng thì cũng được, cũng được. Ok, thank you, ghép cái gậy sét. Cái gậy sét quá ngon đi. Cái gậy sét vô này nó quá ngon đi bạn, nó ghép gậy sét là gọi là chân ái mẹ luôn. Cho nên là mình không có ghép mấy cái khác, mà ghép gậy sét ngon. Rồi cờ nai thì bốn đá là mình quá hợp lý luôn, phải không? Nãy mình chuyển bốn đá đi bài hợp lý, mèo ba luôn, quá tuyệt vời. À, mèo ba luôn, bây giờ mà like spirit 2 sao nữa thì bốn thằng cờ nai này ăn mình hộ. Trời đất ơi, nó đã mèo không có liên can gì tới cái vấn đề là giáp của thằng cờ nai nó có trâu hay không nha. Máu mày không trâu là mày đi rồi. À, nói chẳng nói nhiều, đúng không? Đấy, ba mèo ba đây mà làm gì được. Chập chập what the fuck, già trưởng cái mẹ gì đấy nhờ. Đau 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 vãi luôn á, chứ không đùa. Wow, xịn xịn thật sự luôn. Damn, ghê 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 ghê. Dạ chuẩn, nó sạch nha. Wow, oh my god, ghê vậy. À dạ, sa rạc hai con lụm luôn chứ, lụm luôn. Ghê. Khá căng thẳng luôn. Bài được đấy, được đấy. Nè, mèo ba nhảy qua kia chụp phát đó, lấy tiền hàng sau liền trưởng nè. Trời đất ơi, không đau lắm, tại vì nó vướng cái nhiều nhiều thứ quá, ít trúng quái quá. Nhưng mà mèo chụp ác chưa. Damn, thắng luôn nha bạn. Ok, anh em đang xem nó lại cho mình một like, ai chưa muốn đăng ký thì muốn đăng ký ủng hộ cho nó mình, nhớ comment bên dưới anh sẽ được thả tim tham gia nhóm bài đàn Hama Gaming trên Facebook để trò chuyện cùng tất cả mọi người nha. Rồi chào mọi người, nhớ để lại một like và đăng ký ủng hộ cho mình nha. Rồi cảm ơn mọi người, cảm ơn anh em đã đăng ký hội viên kênh mình và những các bạn đã sử dụng cái link donate bên dưới để ủng hộ mình, và cái nút cảm ơn trên YouTube cũng được nha. Rồi chúc mọi người chơi game vui vẻ, bye bye mọi người.